Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị. Chào mừng toàn thể quý cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Cói La Lin. Quý cô bác ơi, hôm nay thì phần chat nhà của anh Xài là chuẩn bị xong rồi đây ạ. Còn bưng phía sau nữa sẽ xong nhà với lại bếp nữa. Này. Trước tiên vào nội dung video ngày hôm nay thì cho em có xin được gửi lời cảm ơn đến các chú, các bác, quý khán giả. Như ngày hôm qua ấy, em có lên cái video là phương án để mà khắc phục lại cái téc nước ấy ạ. Thì có chú, có bác là cũng gọi điện và góp ý với em có và quý khán giả nữa. Thật sự thì rất là cảm ơn các cô, các bác ạ. Thì sau một hồi mà chúng em cùng với lại bác thợ là bàn bạc và xem xét lại thì chúng em quyết định là đổ hai cây cột bê tông. Đấy, sáng nay thì có mang thêm cả ống để mà làm cột. Đây, quyết định sẽ là làm cây sắt này. Chị Vân đang buộc cái đai sắt vào. À, buộc đai chứ. Buộc đai để mà tí sẽ đổ cột. Cái gì ạ? Nhà. Lấy ống đây. Ông này à? Ừ. Sau thì súng với đán đang đào cái này. Đào này xong một tí là cho cột chống lên đúng không anh Thành? Như cái này phải dài nữa này, phải gấp bằng nữa. Dài cao như cái này. Cao bằng này nha, súng nha. Cao này nha. Cái đế của nó ấy. Đấy, nhìn thấy là ok rồi. Một đường quốc thôi mà. À, anh Thành nối xong cái này rồi ạ? À? Thải ra như này thôi à? Thải thế, sau này là cái hố phân có cầu ở chỗ này luôn. Ừ. Đây. Sau này là chuẩn lợn ở đây này. Hố phân chuẩn lợn ở đây luôn. Vâng. Đấy. Cái này có mình có lối thêm ra rãnh này lối. Vâng vâng. Cái chỗ này hố phân mình cũng đào thôi, mình cũng làm cái đường ra rãnh nữa. Đấy. Trước mắt thì cứ như này đó. Vâng. Này tía măng được rồi nhỉ? Thoải mái. Xem cái đại sắt của chị tí nhỉ. Ồ, này chắc quá rồi, ngang đổ thẳng tường nhà nhỉ. Chỗ này đổ hai cột về láng rồi hết. Đào như đào rúi nhỉ. Đào củ mai. Súng, có củ mai nào chưa? Đây là một củ đây. Lấy không? Này, cái móng phải sâu như này. Sâu nữa. Sâu nữa. Ra, đã hót đất rồi. Vâng. Sâu đây, a à, súc. Hót hết đất cho nó sạch đi cho nó dễ nào. Luôn. Dạ. Móng. Vâng. Quá to. Cái móng thì lần này rất là sâu luôn. Ừ. Rồi. Quá khỏe. Còn bên này thì anh Thành đang cắt cái ống để mà làm cột.
luôn. Đúng. Đúng à? Đi. Này xuống. Sao mấy kia hoát nốt đi. Ở chỗ máy kia chậm nha. Tắm sắp luôn lại đổ. À không. Đổ cho này trong tí mình cắn xuống mấy phân là được. Có nào? Được hai cái xô lính cái mày. Bây giờ bắt đầu là trộn bê tông để mà đổ cột. Ơi, buộc chặt quá. Đây, còn đây nữa. Đấy. Cứ lùa đi. Cứ lùa ống đi. Đây, cho ống vào nhá. Ừ. Ống đi, cứ sắp nhá. Bắt đầu cho ống đây. Luôn vào. Từ từ bây giờ nha Thành nhá, à. Bẻ hai cái sắt kia mỗi mỗi bên một cái. Ờ vâng vâng. Ừ. Đấy. Tay sao bẻ được? Không. Không. À. Ông cho bẻ từ ông bẻ là mỗi ông. Đấy. Này. Ôi giời. Đấy bánh 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 ra. Vướng chưa? Bánh này. Bên đấy thôi còn bên này. Còn bên này cơ. Thôi xem. Qua bữa ông lấy kim chưa được chưa được rồi cho để cho khỏe này có được không quái dạ thấy như này có được không rồi ạ. Thế nào đưa chú mượn cái củ gạch đi. Nó khỏe ạ. Gọi xem nó đứng chưa đã. Còn chỉnh tiếp. Ờ. Thế thì nghiêng quá rồi, vào quá rồi. Không được đứng lại. Ừ. Hay đứng lại. Chú bảo cho đứng lên. Đứng lại. Ừ. Đứng này khỏe hơn đúng không? Đứng này là đỡ được à, phần giữa. Ui chuẩn nhỉ? Ui rồi. Kiểu nào thì được kiểu đấy thôi nhưng mà nghiêng vào bên trong cho nhà được này nghiêng không biết hỏi anh tuyển xem cột nghiêng nghiêng một tí có được không đỏ ra đứng thẳng á cho chân sát vào tường đi chân sát hết chú Đức cho một tí nữa chú Đức à sát rồi à, cho sát rồi hết cỡ càng tốt. Nếu mà cái chiều đấy càng đứng càng tốt. Hết cỡ rồi. Đây như này là được. Ừ. Này vẫn ngả. Nếu mà đứng thì chưa phải là đứng. Đứng là đây như này. Đứng phải vào như đoạn này. Đây. Như này được chưa ạ? Được rồi ạ. Biết rồi. Đó. Như này thôi. Thành cho ơn đi. Đấy. Dưới mình kê còn gạch để xong nó gì đâu. Đây như này thôi. Đủ chưa? Như kia này về cái này đấy. Cua tiếp. Dưới điểm được. Ui thế bây giờ hả? Đủ vừa khó phết nhỉ bây giờ. Không có gì khó. Nghiêng ống đi xong là tí thẳng. Ví dụ như từ giờ đến tối mình đổ xong sáng mai mình đổ tiếp. Cái ống bên này ngắn hơn thì ở dưới phải ghép gỗ lên. Đây. À. Ống này cứ để đi. Cười nó mới trẻ chứ.
người trước đời nó chẳng có ấy. Này được rồi. Đào sâu quá lại sợ sập. Sao sập được? Thì mình cứ theo 2 cái mép đấy thôi. Thành à? Ừ. Đấy, theo 2 cái mép đi. Cứ đổ vào. Cứ tiếp bị ủi mà cho nhiều xi thích. Ai? Chị Vân. Thì không? Cho nhiều xi cho mắt cao. Chắc rồi. Nhiều xi nó mới chắc. Chào tí nó cũng khỏe chứ. Đó hả? Ừ. Nó chéo nó đón được cả cái bên trong. Cái này. Hả? Nếu cháu được đỡ cái này. Đỡ cái gì? Nếu cháu thì được đỡ cái này ấy. Đỡ được cái đầu bên đỡ kia. Kể cả đất nó có sụt xuống đi chăng nữa thì chân đấy nó không bị bung biêng ấy. Cho cháu như vậy cũng được. Đấy. Thì tôi bảo là cho vào một phần. Đây đang đổ gì thôi, đang đổ cái bóng chứ. Đang đổ móng. Ừ. Đã có hai cái nó chéo là phải hai cái nó chéo đầu. Thì phải chéo hết. Nhưng mà tuyển mà đồ thẳng đấy. Thẳng hả? Ừ. Thẳng thì lại, nếu mà chỗ này sập nó mà đỡ thì thôi cứ cho chéo nhau nhau hết đi. Cho sát ra đấy khỏe hơn. Khỏe hơn. Chứ nó đương nhiên nhá, nếu mà mình cho thẳng kia đương nhiên đằng phần kia, phần này nó chỉ già phần kia lại non rồi. Nếu nó hấp đằng kia thì đằng này nó lại đằng kia nó lại nặng đằng kia. Cứ phải chéo gần ra đấy. Phải hai cái đều cân nhau. Ừ, nó phải cân nhau, nó vì cái độ kia gánh kia là nó gánh gần ra đít kia, đằng này nó gánh về đây, nó gánh gần về đây rồi. Chứ nếu mà mình đổ kia thì đương nhiên bên kia nó non nửa, nó bên nếu nó tụt bên kia nó mất non nửa rồi. Anh trời bảo gì cả. Được, đổ chéo như vậy là phải rồi, đổ ra cái chân đấy là đúng rồi. Ai đổ thẳng kia là đương nhiên cái nửa cái đây ông chỉ chống được đà nửa cái đéo như này rồi. Nếu như đất tụt thì đương nhiên cái má kia nó không được. Cái cột pha cho trong không tốn. Trong tốn vừa lắm. Không nhiều. Đấy mà còn không bắt được rũi còn cứ kêu ở mâm. Đấy không tốn nữa. Chân móng như nhà tầng. Thì mình đang đổ tầng đi à? Thầy, hôm nào ra đây đào rũi chỗ này nhá. Chỗ này phải đào củ mai. Cái này cũng phải như thế này là này. Nó mới khỏe như hai cái phải như thế này hết. À. Cân nhau bác nhỉ? Ờ, nó phải như thế thì ví dụ như kể cả cái đất nó có tụt thì nó hai cái đầy vào chỉnh được hết mà. Thế vậy bên ngoài phải làm hai cột nữa. Cứ nào đây tưởng đi thì cần cột chứ gì mà cột. Chỗ này chỉ sợ tà ly nó sập thôi. Thế rồi đây người ta đang tránh như tránh tà ly. Sau này nó tránh cái tưởng cái đúng. Phải tránh cái tưởng đâu. Cái tường đổ mái bằng là được. Bọn này đổ mái bằng được. Cái tường ấy đổ mái bằng là được. Mấy xô nữa? Sợ hết cái đống đấy vào quả đình cái cửa ấy. Đi sau này thôi. Đấy. Em đào ta lên. Ôi, dùng bát múc à? Đây hiện đã. Sâu này. Đây hiện à đây. Mất nước rồi. Dùng cái này chọc. Có rồi đã. Nó vừa rồi lợn ấy nhở. Nó như làm rồi ấy. Đấy. Giờ cho trước sau đó tí mới chỉnh hình lại đúng không ạ? Ống này chắc chỉ 4 xô đầy. Đầy được không ạ? Mày nghe xem tới đâu. Không được không? Rồi đám này. À lắp gì? Cho chứa tí đi. Còn bao nhiêu cần vã hết vào đấy đấy. Tao vừa vào chân cho mày. Mày không phải tính việc đấy. Trời. Đã xong rồi mẹ, xong móng rồi tí, bên nồi vào bên này.
phía này đứng đây. À, thế là làm cái cột nhà là cũng là như này à? Làm cái cột tròn này. Nhưng mà thế lúc làm cái cột vuông thì làm kiểu gì à? Cột pha vuông à? Cột pha vuông à? Hay ống vuông? Khuôn vuông. Khuôn vuông. À. Nó có khuôn vuông nó à? Tròn được khuôn tròn. Vâng. Nhưng họ cũng cho sắt vào họ nhồi này chứ? Có chứ. Không, họ cho sắt xong nó ghép khuôn. Hiện đại họ có máy đầm nhỉ? Không thì phải chọc thôi. Ngày xưa thì chắc không có đâu. Sợ nhỉ? Giống con quan nhìn mình. Thế nhiều thế. Ô, quẩy. Ông ơi 101 đấy, đây này. Để trộn tiếp đi. Tí mà lại phải đánh tiếp. Đánh lửa ba đây. Cái ông đấy sắp đấy chứ hả ông? Đã đưa anh xôi không đi đổ đánh một lửa ba đây. Còn mấy xôi nữa nào. Đúng. Hơn 2 xô chắc là đánh nữa đi. Không đủ đâu. Đánh nửa ba nữa. Đầy đấy. À, ừ. Ở đâu mình đổ móng tiếp. Tức điểm mình. Ừ. Đây. Đây. Rút lên để cho nó đẩy lên. Nặng lắm ạ. À. Bê tông mà lại. Tắt nó vào rồi. Chắc đủ đấy. Nhiều sỏi quá lại không chằm được vào lỗ vào ống. Vẫn chưa đầy chú Đức. 5 xô. Hả? Khả năng phải 7 xô. 5 xô chưa đầy. Bố lấy tay gõ. Chưa đầy mà ống ông Đức chưa ạ? 5 xô mà chưa đầy. Sợ thật. Ống nó to. Ừ. Thế nó mới chắc. Đầy lửa hạt lên chân này mới căng tí. Cho lên nhưng mà cái này không có cái gì đỡ. Không cần. Lấy cái ống lúc nãy có cái ống những ống ở trong nhà này. Không cần. Nhưng mà thấy chưa? Đây rồi. Này như vậy là đã đổ xong cái hai cái cột trụ của téc rồi đây ạ. Bây giờ thì súng sẽ cào bớt cái lớp đất ở trên này. Sau cào chúng em sẽ đổ thêm một lớp vữa vào nữa.
Cái ống này thì có lẽ sẽ để nguyên như này thôi, bên trong sẽ là bê tông. Không ấy đâu nhỉ? Cứ để nguyên vậy thôi nhỉ, không bóc ra đâu. Để nguyên, để nguyên làm gì? Bóc ở dưới. Mình cứ dùng bóc. Bóc để nguyên nó được lâu hơn. Đấy, kêu bê tông đổ luôn, láng trên đây thành. Vâng, bây giờ em bảo láng luôn rồi. Mấy cuốc dập. Bằng, lúc mưa nó chảy từ kia bằng nó sẽ đọng nước. Đấy, mình cho nó bượt luôn này. Để xong lại như thế này. Hả? Không? Cái chân này có đổ không? Phải. Dạ. Cái chân dưới này có đổ không? Cái chân có đấy. Đổ cho nó ôm vào cái, vâng. Cái ống này. Vâng, có đổ ôm luôn cái ống ạ. Cái đổ bượt này á. Dạ mấy sâu đấy nhỉ. Vâng. Ra ngoài đấy. Cứ cho ra ngoài nữa. Càng rộng càng tốt. Rộng tốt rồi. Cho nó bật rộng này. Cho trong cái cuốc này. Sao nó bị đất. Đất bẩn này. Được rồi. Chắc lại cho đây tí nữa cho nó quá cái tép đi. Vâng. Chắc hết vừa là xuống. Còn nhưng mà đây, hai cái này để xuống. Đấy. Nào quá đi thì đi luôn đi. Không, bọn cháu chưa đi. Như vậy là ngày hôm nay thì canh thợ đã khắc phục xong cái téc nhà hai mẹ con cô cầu rồi. Đấy, nước thì mai kia sẽ từ trên đầu nguồn chảy xuống. Không gãy được. Này, mai kia téc nước từ trên nguồn chảy xuống thì cái lúc nước đấy ạ thì sẽ tràn ra ngoài. Mai kia là canh thợ sẽ láng thêm một lớp xi măng ở cái chỗ tải ly này để nước có thể chảy xuống qua cái lớp xi măng mà không vào đất. Đấy, nếu như vào đất thì mai kia sẽ bị sạt chỗ này. Đấy. Chảy xuống chỗ này thì sẽ láng thêm xi măng coi như là cái rãnh ở chỗ này ấy ạ. Thì nước sẽ chảy ra ngoài kia ạ. Như này thì chắc chắn rồi cô bác ạ. Hiện tại trời cũng tối rồi, em có xin phép là kết thúc video tại đây. Thay mặt cho hai mẹ con cô cầu, có xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Thúy Hằng, cô Hải và các mạnh thường quân. Đây, cô cầu đang cười. Nhờ có cô và các mạnh thường quân thì hai mẹ con cô cầu mới có được một cái ngôi nhà khang trang đẹp đẽ chắc chắn như ngày hôm nay, những ngày cuối cùng của nhà cô cầu rồi. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh của Quái La Linh.